Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này, vì những video lần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cô máy mài gốc của hãng Meta với mã sản phẩm là 9556NB. Thì bây giờ video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ tùng không thể thiếu dành cho cô máy mài 9556NB này. Đầu tiên thì đây là cái bộ tùng rotor nha các bạn, với mã sản phẩm là mã sản phẩm của bộ tùng rotor này là 095613D nha các bạn. Được in dập nổi ở phía trên của phần thân của phế từ của phần bên của phần phế từ của rotor luôn các bạn. Thì con rotor này sử dụng cho con máy mài 9556NB. Thì con máy mài 9556NB là rất là thông dụng và được nhiều nhà tiền chế công trình lớn nhỏ rất là tin dùng về cái mã sản phẩm này. Và con máy này khá là chất lượng. Thì con máy chất lượng thì rotor cũng phải chất lượng nha các bạn. Như các bạn thấy thì bộ phận rotor, phần bộ phận cánh quạt khá là nhiều cánh nha các bạn, để giúp con máy của chúng ta vận hành tốt. Và cái lực quay và cái lực mài và cái công suất giúp cho công suất của máy mạnh hơn nha các bạn. Đây, nhờ phần cánh quạt và bộ phận làm mát luôn nha các bạn. Và tiếp theo là cái bộ phận phế từ. Các bạn có thể nhìn kỹ cái bộ phận phế từ này thì rất là tuyệt vời và bóng lưỡng luôn nha các bạn, làm bằng hợp kim rất là chắc chắn và rất là bền, sử dụng rất là lâu nha các bạn. Tiếp theo là cái bộ phận và lõi dây đồng ở phía trong đây nha các bạn. Như các bạn thấy thì bộ phận lõi dây đồng này thì chúng ta có thể so sánh lõi dây đồng khoa và lõi dây đồng nguyên chất bằng mắt được nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy đồng nguyên chất thì như các bạn thấy thì màu đồng rất là đẹp và rất là bóng bẩy nha các bạn. Và sử dụng đồng nguyên chất thì giúp con rotor chúng ta sử dụng mạnh mẽ hơn và dùng lâu dài hơn. Bộ phận tiếp theo là bộ phận amin nhăn chống cháy ở nằm phía trong nha các bạn, màu trắng đây, từ phần đầu của phần bộ phận cánh quạt cho xuống tới phần bạc đạn luôn nha các bạn, rất là an toàn. Tiếp theo là cái bộ phận an toàn thứ hai là bộ phận phần keo cách điện. Như bạn thấy thì bộ phận keo cách điện này, nhờ cái bộ phận này mà chúng ta phân biệt được hàng thật và hàng nhái các bạn. Đây, hàng thật thì cái lớp keo cách điện sẽ lên xuống đường sóng nha các bạn. Đây, đường sóng rất là chi tiết và đường nào đường nấy rất là nét nha các bạn, không bị lem lúa. Và ở dưới cũng vậy. Và bộ phận đuôi của gốc thì cũng được bằng là bằng đồng nguyên khối nha các bạn, và nguyên chất với lại là phần keo cách điện. Đây các bạn thấy sơn phủ rất là tỉ mỉ nha các bạn, không có một chút hở nào luôn. Đấy, ở phía phần này là không có một chút hở nào luôn nha các bạn, rất là an toàn. Thì tiếp theo đó thì phần rotor này cũng máy mài 9556NB thì được tặng đi kèm với bộ phận rotor thì có bộ phận cặp đạn luôn nha các bạn. Đấy, rất là tuyệt vời. Và bên cạnh đó thì tôi khuyên các bạn đang sử dụng những con máy chính hãng thì hãy tìm kiếm và mua những cái phụ tùng chính hãng để giúp cho con máy của chúng ta hoạt động một cách trơn tru và cái tuổi thọ của con máy chúng ta bền hơn nha các bạn. Nếu bạn đang sử dụng máy chính hãng là mua những phụ tùng rẻ tiền, những phụ tùng mà không chính hãng thì nó rất là dễ bị cháy nha các bạn. Xài 1-2 lần thì cái rotor nó sẽ cháy và cái độ nguy hiểm của nó rất là cao và nó sẽ gây ra cháy nổ và gây thiệt hại cho người sử dụng và cho thân máy luôn nha các bạn, nên các bạn nên lưu ý. Thì mình cũng vừa review sơ các bạn một con phụ tùng rotor của hãng Meta với sử dụng cho máy 9556NB, sử dụng máy mài một tấc. Thì nếu các bạn có thắc mắc muốn tư vấn thêm về cái rotor này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì